Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong các thời đại trước, rất nhiều lời tiên tri từng được đưa ra, nhưng các nhà khoa học rất ngạc nhiên với những lời tiên tri đặc biệt của người Maya. Các chuyên gia đều công nhận rằng 4 phần 5 lời tiên tri của người Maya đã thành sự thật. Vậy lời tiên tri cuối cùng là gì? mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. nền văn minh Maya nổi tiếng với hệ chữ tượng hình ký âm, hệ chữ viết tinh vi bậc nhất ở châu Mỹ, thời tiền Columbus cùng với những thành tựu về nghệ thuật, kiến trúc, toán học, lịch đếm và chiêm tinh rất phát triển. Nền văn minh Maya có thể tồn tại từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên đến giữa và cuối thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Họ là tộc người rất cổ xưa và khôn ngoan, được đặt theo tên của người Maya thuộc Ấn Độ. Nền văn minh này được khai sinh độc lập bởi người da đỏ Maya, tách biệt với các nền văn minh cổ đại của châu Á, châu Phi và châu Âu. Nền văn minh Maya cũng là nền văn minh cổ đại duy nhất trên thế giới, được sinh ra trong rừng rậm nhiệt đới thay vì lưu vực sông những lời tiên tri mà người Maya đề cập đến năm chu kỳ hủy diệt và tái sinh của thế giới chúng ta. Lời tiên tri đầu tiên là về thời đại mặt trời thứ nhất. Thời đại mặt trời đầu tiên được các nhà khoa học cho là nền văn minh Gendaya. Nền văn minh này dường như được phóng đại và được cho là một nền văn minh siêu sức mạnh. Tuy nhiên hiện nay có rất ít thông tin về nền văn minh này, vì vậy không có cơ sở lý thuyết hiện đại. Lời tiên tri thứ hai, hay còn gọi là thời đại mặt trời thứ hai, là nền văn minh lưỡng hà Lưỡng Hà là sự tiếp nối của nền văn minh trước đó, nhưng trong thời đại mặt trời này, các siêu cường đã biến mất. Lời tiên tri thứ ba ám chỉ nền văn minh Murian. Nền văn minh này cũng là sự tiếp nối của nền văn minh trước. Người dân của nền văn minh Murian bắt đầu sử dụng năng lượng thực vật, nhưng nền văn minh này đã bị phá hủy bởi sự chìm của lục địa. Lời tiên tri thứ tư là nền văn minh Atlantis quen thuộc. Tuy nhiên người Atlantis đến từ những người thuộc địa của Orion, nên họ kế thừa nền văn minh cuối cùng chứ không phải sự tiếp nối. Nền văn minh Atlantis tồn tại từ thời của nền văn minh Muarian và đã có những cuộc chiến tranh giữa hai nền văn minh này. Sau đó, nền văn minh Atlantis cũng đã bị phá hủy bởi thiên tai. Lời tiên tri cuối cùng là về ngày tận thế năm 2012, tuy nhiên nó lại chưa xảy ra. Theo lời tiên tri này, năm 2012 sẽ là bắt đầu của kỷ nguyên mặt trời thứ năm, một năm mà sự sống ở Bắc bán cầu sẽ chết và nền văn minh sẽ tan rã. Ngoài những lời tiên tri kể trên, người Maya cũng dự đoán đúng về sự xuất hiện của ô tô và máy bay trên thế giới. Thế chiến thứ hai nổ ra và kết thúc sự ra đời của Hitler và sự kết thúc của chính người Maya. Tuy nhiên lời tiên tri về ngày tận thế của thế giới chính là ngày 20 tháng 12 năm 2012 lại không chính xác. Tại sao lời dự đoán này không trở thành sự thật? Sau khi nghiên cứu trong một thời gian dài, một số chuyên gia đã đưa ra một số giả thuyết. Phải chăng chúng ta đã hiểu sai về lời tiên tri cuối cùng? Lời tiên tri của người Maya thực sự đề cập đến sự thay thế của các nền văn minh. Người Maya cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới đều phát triển theo chu kỳ Quả thực sau thế kỷ 21, loài người đã đi một con đường hoàn toàn khác với xã hội trước đây. Điều này cũng giống như một sự thay thế của nền văn minh. Nếu hiểu như vậy, hiện nay loài người chúng ta đang sinh sống ở nền văn minh thứ năm. Do đó ngày 20 tháng 12 năm 2012 không phải là ngày tận thế mà là thời điểm con người thức tỉnh và nhận thức của họ cũng phát triển nhanh chóng hơn. Chúng ta đã sống sót sau tiên đoán về tận thế được cho là xảy ra ở nhiều thời điểm trước. Một số người theo thuyết tận thế thường sử dụng các văn bản cổ như lịch của người Maya hay các dự đoán của nhà tiên tri người Pháp thế kỷ thứ 16 Nostradamus để củng cố những giả thiết của họ về ngày tận thế. Họ cho rằng nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán tương lai với cuốn sách Le Prophétie được viết năm 1555. Các câu thơ của ông tiên tri về sự tàn phá bị gây ra bởi các tiểu hành tinh, sự nóng lên toàn cầu, thậm chí là một cuộc xâm lăng của công nghệ. Michel de notre Dame, sinh năm 1503, mất năm 1566, hay còn được biết đến với tên Nostradamus, là nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Năm 1555, ông xuất bản cuốn sách Le Những lời tiên tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ, được cho là dự đoán về biến cố sẽ xảy đến với thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Theo nhiều báo cáo, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật cho đến nay. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ với những từ ngữ mơ hồ, khó hiểu. Dưới đây là một số dự đoán của Nostradamus về năm 2023. Một trong những dự đoán nổi bật đầu tiên của Nostradamus về năm 2023 là một cuộc đại chiến. Theo Nostradamus, 7 tháng đại chiến, người chết vì điều ác, Wuong, Ever sẽ không gục ngã trước nhà vua. Nhiều người cho rằng dự đoán này của Nostradamus ám chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể tiếp tục leo thang trong năm 2023. Theo dự đoán, thành phố Rouen của Pháp dường như thoát khỏi trận chiến này và nước Pháp có thể không bị ảnh hưởng. Trong cuốn sách của mình, nhà tiên tri người Pháp đã tiên đoán rằng giá lúa mì sẽ lên cao đến mức con người sẽ ăn thịt đồng loại. Dự đoán này ngụ ý rằng suy thoái kinh tế có thể dẫn đến tuyệt vọng và mâu thuẫn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế với nhiều quốc gia đang ở trong tình trạng khó khăn. Nostradamus đề cập một cách khó hiểu về ánh sáng rơi xuống sao hỏa trong cuốn sách tiên tri của mình. Điều này có thể ám chỉ những nỗ lực của nhân loại trong việc khám phá, chinh phục và đưa người lên sống ở sao hỏa. Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX và chủ sở hữu mới của Twitter, từ lâu đã dự đoán rằng con người sẽ hạ cánh xuống sao hỏa vào năm 2029. Trong các dự đoán của mình, Nostradamus cũng đã nhìn thấy trước lửa thiên thể trên tòa nhà hoàng gia. Điều này được cho là ngụ ý rằng một trật tự thế giới mới sẽ trỗi dậy từ đống cho tàn của nền văn minh. Một số người tin rằng Nostradamus có thể đề cập đến sự kết thúc của thời đại hoặc sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới. Cũng theo The Mirror, những dự đoán của Nostradamus thường khá chính xác trong suốt nhiều thế kỷ. Ngoài Michel de Notre Dame, bà Vangelia Pandeva hay còn được biết đến như nhà tiên tri mù Baba Vanga cũng có những dự đoán về năm 2023 sẽ là một năm với nhiều biến cố kinh hoàng. Bà Baba Vanga, người Bulgari, bị mù từ năm 12 tuổi, được tin rằng sở hữu khả năng tiên đoán tương lai Bà dự báo về thảm kịch Chernobyl, cái chết của công nương Diana, sự tan rã của Liên bang Xô Viết, vụ tấn công 11 tháng 9 ở Mỹ cũng như sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu Brexit. Mới đây, kênh truyền hình tài liệu châu Âu Sky History công bố những dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga được cho là có liên quan tới năm 2023. Một trong những dự đoán đáng báo động nhất của bà Baba Vanga về năm 2023 liên quan đến một cơn bão mặt trời có thể gây ra hậu quả thảm khốc thuật ngữ bão mặt trời đề cập đến một số hiện tượng trên bề mặt mặt trời. Trong đó phải kể đến vết lóa mặt trời từ những vụ nổ mạnh bức xạ phát ra các sóng phô tông hướng về trái đất. Bên cạnh đó là những vụ phun trào plasma khổng lồ gây ra các cơn bão điện từ có khả năng đốt cháy lưới điện và gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Trong lịch sử, sự kiện bão mặt trời lớn nhất được ghi lại xảy ra vào năm 1859, sự kiện Carrington. Sự kiện Carrington đã cho thấy mức độ thảm khốc của mặt trời đối với nhân loại sự kiện này đốt cháy các hệ thống điện tích xuyên suốt châu Âu và Mỹ, gây hỏa hoạn tại một số tòa nhà và phóng ra cực quang đến tận phía nam Cuba. Giới chuyên gia tin rằng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới có thể dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều năm, gây ra sự hỗn loạn xã hội và khiến thị trường tài chính rơi vào tình trạng khó khăn. Viện Khoa học Quốc gia Mỹ từng đánh giá ảnh hưởng kinh tế của một sự kiện siêu bão tương tự Carrington có thể vượt hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ và gây ra khủng hoảng khắp toàn cầu vì lưới điện sập hàng loạt. Bà Baba Vanga cũng dự báo về các cuộc thử nghiệm vũ khí sinh học được thực hiện bởi một quốc gia lớn vào năm 2023. Dự đoán này của bà Vanga được đánh giá là có cơ sở phù hợp với bối cảnh chính trị hiện nay. Thế nhưng không ai biết chính xác quốc gia mà nhà tiên tri mù đề cập đến cũng như mức độ nghiêm trọng của dự đoán này. Các câu hỏi được đặt ra là liệu dự đoán có thể liên quan đến virus, biến thể virus thoát ra từ phòng thí nghiệm hay không? Sky History đánh giá những dự đoán của nhà tiên tri Baba Vanga rất khó hiểu và không thể xác minh thưa quý vị những lời tiên tri liệu có đúng hay không liệu thế giới có tận thế không ai có thể nói chắc chắn nhưng bạn thấy đấy thế giới đã trải qua rất nhiều lần tận thế hụt và hãy coi các lời tiên tri như một thứ gia vị để càng yêu cuộc sống hơn và sống tốt cho mỗi ngày mà chúng ta đang có